Thở bụng á, khi nó thở vào là thấy rõ ràng, cảm giác thấy nó lên xuống rất là rõ ràng, thì là tôi sẽ tự khảo biểu diễn á. Là nhờ cái hành vách cơ này, thì cái hành vách cơ mà khuôn cái bụng dưới này mình kéo xuống á, mình kéo cái chỗ này xuống này, nó cái bụng dưới nó kéo xuống thì nó trề, nó kéo trề cả cái mạng sườn này xuống và cái này nó trì xuống, tất cả chỉ nhờ vào hơi thở bụng lúc đẩy lên thế. Ở đây là có cái chỗ xương đàn hồi này này, cái chút xuống ở phần xương này, chính đây là cái để cho cái hơi thở bụng nó lấy xuống, phập phồng lấy xuống, nó có thể tạo thành cái buồng phổi, cái buồng trọng rộng để cho phổi vào. Đây tôi chỉ nói cho lúc luyện tập về cái lúc mà khí nó vào á, là cái đan điền nó phải phình ra, thế là cái bụng nó phình ra, khí trên nó chạy về, nếu như có cái sự phình ra tối đa này á thì khí trên nó cũng tràn về được. Mọi người sẽ cảm thấy rất khó hiểu, nhưng mà tôi sẽ biểu diễn cho mọi người này. Lúc mà mình kéo nó xuống, kéo cái bụng nó xuống thì tất cả cái này nó kéo xuống này, nó kéo xuống đi, cái cơ quan này nó phải tụt xuống và nó tạo cái khoảng trống để nó đẩy khí nó tràn vào. Lúc thở vào thì cái bụng nó phải phình ra thế này, và cái khối khí mình cắt tường phải, mình phải sau này mình phải biết là cả cái khối khí nó nằm ở vùng tròn ở dưới đan điền này, và lúc hít vào thì khối khí nó nằm ở chỗ này này. Cho nên lúc mà sau này luyện cảnh giới thứ hai là còn được cái hình thức ấy, cảnh giới thứ ba của hơi thở là cảnh giới hình thức ấy, thì cái phải cảm giác được cái cục này nó chảy, nó tràn ra, tràn vô giống ở trong bụng mình có một quả bánh ấy, nó đùng ra đùng vô, thậm chí lúc khi mình nghe đùng cái chất cũng cách, cái khối này là cái khối năng lượng, khối khí thì đều phải nhờ vào hơi thở. Nếu như có thời bụng thì không có gì, khi mình cái khí nó chảy đến đây mình biết đưa nó đến chỗ nào, đưa đến đường nào, đưa đến kinh mạch nào, và chỗ nào bị bệnh thì mình đưa cái luồng khí lực ở đến đó mình điều trị. Nếu như có hơi thở bụng cũng có cái bể khí ở đan điền này thì không thể làm gì được đấy. Cái phần này có ai hỏi gì không? Cuối cùng sẽ là cái hơi trong phần lý thuyết sẽ mọi người sẽ tôi sẽ bay cho phương pháp, bởi vì đông người quả không thể tự tập được, nhưng có thể quay có thể chụp lại một cái phương pháp cực kỳ đơn giản mà tạo cho mình cái thói quen hơi thở bụng rất đơn giản, mà nếu như chỉ cần chỉ điểm một tí là mọi người làm được ngay. Bây giờ nói về cái đặc điểm quan trọng nhất em gọi là em xin hỏi cái khối khí vừa nãy thầy mô tả đấy là cái khối năng lượng hay là cái khí tự nhiên mình hít vào ạ? Bởi vì khí rõ ràng hít vào nó đầy phổi, mặc dù mình kéo cái hoành cũng là vẫn vào phổi chứ ạ, nhưng mà ý thầy nói cái khối khí đấy là mình tập trung được là cái khối khí năng lượng đấy ạ. Thầy ấy em hỏi tò mò không phải là tò mò đâu, câu hỏi rất là mọi người là thắc mắc. Nếu chỉ luyện cảnh giới chưa đạt đến cảnh giới cao á, thì chỉ biết đó, cảm giác đó là khối một khối khí nó vào đó và cảm thấy thực sự đó là một khối khí năng lượng, một khối năng lượng. Nhưng mà cuối cùng mà khi tập tích lập để cái vừa đồng công vừa hơi thở vừa tỉnh công á, thì khi ấy mình khối khí là ý, nó là ý luôn, ý tưởng của mình luôn, và chính là năng lượng sống ở chỗ này. Cho nên cái cảm giác ban đầu là chỉ cảm giác được cái ý đấy, bằng cái ý, có nghĩa là mình vào rồi mình thấy một cái ý, mình tạm đặt giống như mặc định nó là một cái khối khí á, mình nói đó là khí, nó là khí, mình nói nó ý, nó là năng lượng, là nó là năng lượng. Cho nên cái từ khí này là vừa là khí của năng lượng, khí lực, nó vừa là khí của hơi thở. Cho nên cái hiểu không? Có ai hỏi gì về vấn đề này nữa không?
có ai cảm thấy cái gì quan trọng hơn cái hơi thở, hoặc là gần bằng hơi thở, hoặc là không thể thiếu được trong kỳ công không? Chị? À, không ạ? Phải là ý không ạ? Hả? Phải là ý không ạ? Ý hả? Luyện tập kỳ công là tâm, thân và ý hợp nhất. Cho nên là ý hay là tâm, thân hoặc là hơi thở đều là một hết. Cái nào thì để ra tôi sẽ nói. Cái bài tập thiên lý tiêu giao vừa rồi là bài cùng để trong đó có cái môn học là cái treo đo công dùng để luyện tâm thân ý hợp nhất, có nghĩa là để cho ý, khí và hơi thở hợp lại một. Bây giờ sau đó là tách riêng ra của cùng nó không là cái gì nè, mọi người sẽ không hiểu không tin, nhưng mà mọi người có cần tôi biểu diễn về hơi thở bụng không? Có đó. Tắt đèn trên màn hình, tắt màn hình. Tắt cái đèn rồi, chứ cái màn hình tắt đi. Trần. 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 Màn hình này tiếp nhận. Đây dùng cao chứ. Ngồi lên bàn nhé. Hôm qua là hôm trước ngồi bàn như này ạ. Nếu như mọi người mà rích á, thì chưa chắc điều khiển được hơi thở bụng vị rích vào. Đây mất rồi. Nhưng mà hơi thở phải rất từ từ, rất chậm thì cái bụng này mới phình ra từ từ được. Tôi hít vào này, thở ra này, hít vào này, thở ra. Sẽ có câu hỏi mọi người bảo tôi vừa hít vào tôi thở ra một vài